Thầy ơi, em làm bài gần xong rồi mà chưa có kết quả, ngày mai cho em nộp bài trễ rồi thầy. Cái cậu này nộp bài trễ bao nhiêu lần rồi hả? Ngày mai 3 giờ chiều lên nộp cho tôi nghe chưa? Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thằng bạn nó làm bể mấy cái ly rồi. Cái gì? Đứa nào làm bể ly? Đứa này phá quá, chịu không nổi. Đâu đứa nào làm bể ly? Đăng không? Có rồi. Mẹ hơi xíu rồi. Sao? Cái vụ gì? Thầy ơi, con Trâm nó bỏ em rồi. Thôi, nín không khóc nha. Bỏ con Trâm đi còn một chút kìa. Thầy ơi, em chưa có tìm được chỗ thực tập. Mấy cô cậu này lúc nào cũng chờ nước tới chân mới nhảy. Chị xuống dưới coi phòng khoa lấy tờ giấy lên tôi viết giới thiệu cho. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Thầy ơi, ôn thi mình ôn gì vậy thầy? Dễ mà, có gì đâu, ôn hết.